Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Giọng nói trong gương. Họ xuống qua viên. Khi bước ra, Marianne thấy Rashid và Agat đang đợi dưới hành lang. Họ nhìn đoàn người tiến bước với vẻ mặt ngỡ ngàng, khiến nàng muốn bật cười. Rõ ràng họ còn chưa tiêu qua cái tin bất ngờ mà nữ chủ của họ đã thông báo trước khi mặc trang phục. Nàng đến đây để kết hôn với một hoàng thân xa lạ, và nếu họ có nề nếp cũng như gắn bó mù quáng với nàng, nên không nên nêu ra lưu ý nào. Gương mặt tốt lành của họ lạc lối đã nói rõ những ý nghĩ thầm kín. Khi bước qua, nàng mỉm cười với họ và ra hiệu cho họ đứng sau Donna Lavinia. Chắc họ tưởng mình điên, nàng nghĩ. Đối với Agat, điều này không quan trọng lắm. Cô ta không có đầu óc hơn con chim hồng tước, một cô gái tử tế không hơn. Nhưng Rashid thì cá. Mình phải nói với cậu, cậu có quyền biết nhiều hơn. Đêm đen như mực, bầu trời không một ánh sao, nhưng một ngọn gió nhẹ lay động những ngọn đuốc mà những người hầu đang cầm. Dù có tiếng trời gầm xa xa báo hiệu một cơn giông, đám rước tiến bước rất chậm và rất long trọng, khiến Maria nhăn nho. Ai mang chúng ta đến mặt đất này, nàng khẽ nói, rít giữa hai hàm răng. Thật dễ, chuyện này giống như đám tang hơn là một đám cưới. Ở đây không có tu sĩ nào đó để hát thánh ca sao? Bàn tay của Đức Hồng Mi nắm chặt tay nàng đến nỗi làm nàng đau. Rang kèm chê một chút, ông cào nhào thật khẽ mà không nhìn nàng. Không phải do chúng ta áp đặt sở thích của mình, chúng ta phải theo lệnh của hoàng thân. Họ dùng biện pháp đúng để thể hiện niềm vui của ông ta đối với hôn lễ này. Còn đừng tỏ ra cay đắng, và nhất là đừng tỏ ra tàn nhẫn một cách ngu ngốc. Không ai hơn Corrado mong muốn có một hôn lễ thật sự và vui tươi. Đối với con chỉ là hình thức, đối với ông ấy là tiếc nuối đau đớn. Marianne chấp nhận lời quở trách mà không phản đối, trung thực đồng ý rằng nàng xứng đáng như vậy. Nàng mỉm cười buồn bã, rồi đổi giọng, nàng bỗng hỏi, dù sao cũng có một điều mà con thích biết. Là gì? Tuổi của hoàng thân Corrado. Ta tin chỉ hơn 28 tuổi. Sao ông ấy trẻ đến thế à? Cha tưởng mình đã nói rằng ông ấy không già. Đúng vậy, nhưng đến mức đó thì nàng không nói thêm, mình đã tưởng tượng ra một người độ tứ tuần. Khi người ta tiến gần đến tuổi già như Gauthier de Sarcey, 40 tuổi là tuổi chín chắn. Thế nhưng nàng khám phá rằng người bất hạnh mà từ nay nàng mang tên là một vật thể phi nhân bị kết án ẩn dật triền miên vào bóng đêm, phải hoàn toàn từ khước như chính nàng, một người trẻ tuổi, một sinh linh bằng cả sức lực khao khát được sống, được hạnh phúc, được hít khí trời. Nhớ đến giọng nói khàn khàn rất nặng nề buồn thảm, nàng cảm thấy tràn ngập lòng thương hại bao la, kết hợp với khao khát chân thành muốn giúp đỡ ông, làm dịu nỗi trong gai mà nàng tưởng tượng ra. Cha đỡ đầu, nàng thì thào, con muốn giúp ông ấy, cho ông ấy chút tình thương mến. Tại sao ông ấy cố tránh mặt con? Hãy để thời gian làm việc đó, Marianne, để từ từ giúp Corrado suy nghĩ khác từ trước đến nay. Nhưng điều đó sẽ làm cha ngạc nhiên. Con chỉ cần nhớ, để xoa dịu sự tiếc nuối đầy từ thiện của con, thì con hãy mang đến cho ông ấy điều mà ông ấy luôn mơ, một đứa con mang tên mình. Nhưng tuy nhiên, ông ấy không phải cha thật sự. Ông ấy đã yêu cầu con thỉnh thoảng mang nó đến đây. Con sẵn lòng làm điều đó. Nhưng con không nghe hợp đồng sao? Con phải hứa mang đứa bé đến mỗi năm một lần. Con không nghe gì cả. Nàng thú nhận trong khi mặt nàng đỏ lên. Con nghĩ rằng con quan tâm đến những chuyện khác. Không phải lúc này. Đứa Hồng My thì thào. Dù sao nữa, con đã ký. Và con giữ lời. Sau những điều cha vừa nói với con vui sướng khi làm điều đó. Hoàng thân đáng thương, con muốn là bạn, em gái của ông ấy. Con muốn vậy. Cầu Chúa nghe lời của con và cho phép con đạt đến điều ấy. Nhưng cha nghi ngờ lắm. Lối đi phủ cát dẫn đến nhà nguyện, mở ra đằng sau cánh phải của biệt thự, sau cánh cổng dẫn đến tàu ngựa. Khi đi qua phía sau dinh thự mới, Marianne thấy rằng những tấm gương nước quanh nàng ở bốn phía, nhưng tấm gương trải dài trên hầu hết lưng của ngôi nhà, bao quanh một dòng suối phun bề thế, được sắp xếp quanh một cửa vào hang động. Những ngọn đèn băng đồng được găng vào giữa từng cột thắp sáng kiến trúc mang dáng vẻ lễ hội Venice và phản chiếu trong mặt nước màu đen thành những vệt vàng. Nhưng đường đến nhà nguyện bước qua dưới mái một khu rừng thưa, hay chẳng bao lâu khuất bóng dòng suối vuông tao nhã.
Ngay cả biệt thự được thắp sáng cũng biến mất, chỉ còn lại vài chấm sáng trong tán lá dày. Chính nhà Nguyễn được dựng lên ở ven rừng rất thấp, già cỗi và thô thiển, kiểu kiến trúc Roman nguyên khai được thể hiện qua những bức tường đồ sộ, rất ít cửa và có những vòng cung tròn. Nhà Nguyễn đối lập trong vẻ nặng nề sơ khai, với nét tao nhã hơi kiểu cách của cung điện được bao quanh bằng những bể nước lấp lánh và kha giông như bà già cao nhào và cứng đầu, lấy vẻ khắc khổ khó chịu của mình trong đôi tuổi trẻ cuồng loạn. Cánh cổng vào nhỏ mở ra cho thấy những ngọn nến sáng cháy ở bên trong. Bàn thờ đá cổ được phủ một tấm khăn sạch, ông linh mục già đội nón lễ vàng đang chờ, và một khối màu đen kỳ lạ mà Maria không phân biệt rõ từ ngoài qua viên. Chỉ khi đến ngưỡng cửa của nhà thờ nào mới thấy đó là gì. Bám vào mái dòm thấp, những tấm rèn nhung đen tách riêng một phần của vàng đồng ca bằng cách cắt ở chính giữa, và nàng hiểu rằng hy vọng trong một khoảnh khắc được gieo chút, thoáng thấy ít ra bóng dáng của hoàng thân trong suốt buổi lễ đã tan biến, hay ông sẽ đứng ở đó trong một dạng khuê phòng bằng nhung. Bên cạnh đó người ta đặt một chiếc ghế bành và bàn cầu nguyện, vật sinh trôi của những món đồ gỗ được sắp đặt bên trong tấm rèn. Ngay cả ở đây, nàng bắt đầu nói, được Hồng Y lắc đầu, ngay cả ở đây chỉ có chủ lễ thay người chồng. Vì cánh cửa nhìn ra bàn thờ mở, linh mục phải thấy hai vợ chồng lúc ông tuyên bố những lời hôn phối. Thở dài mệt mỏi, nàng để được đưa đến chỗ dành cho mình. Một ngọn nến sáp lớn màu trắng đang cháy bên cạnh, trong một chân nến bằng bạc đặt dưới đất, nhưng không có đồ đạc nào khác ngoài những chiếc bình thánh và khăn trải bàn thờ chỉ chuẩn bị cho buổi lễ. Nhà Nguyễn nhỏ rất lạnh, ẩm ướt và người ta ngửi thấy mùi nhạt nhẽo của những nơi không thoáng khí. Ở các cảnh thấp, những người dòng họ Santana từng thời kỳ ngủ trong quan tài đá trên những tấm lạt cổ xưa, không khí rất u ám. Marianne chợt nhớ đã thấy trước đây ở Londres một vở diễn đặc biệt bi thảm, nơi vị hôn thê của nhân vật chính bị kết án tử được cho phép kết hôn với chàng trong nhà Nguyễn ở trong tù. Suốt đêm trước khi hành hình, người tù lúc ấy phải rời thiếu nữ qua chấn sông sắt, và Marianne nhớ nàng đã thấy ấn tượng biết bao với cảnh tượng u ám và bi thảm đó. Tối nay chính nàng đóng vai vị hôn thê, và cặp hôn mà nàng sắp tạo nên với hoàng thân suốt buổi lễ cũng phù du như vậy. Khi rời khỏi nhà Nguyễn, họ cũng sẽ chia cách nhau như thể có lưỡi rìu hạ xuống một trong hai người. Mặt khác, người đang đứng đó im lặng đằng sau thành trì mỏng manh bằng nhung chẳng phải là một người bị kết án sao? Tuổi trẻ của người đó kết án phải sống và trong tình huống đáng sợ. Những người chứng và Đức Hồng Y đang ngồi vào phía sau thiếu phụ, nhưng nàng thấy hơi ngạc nhiên rằng Matteo Damiani đến gặp linh mục ở bàn thờ để phục vụ thánh lễ. Một chiếc áo lễ màu trắng khoác lên vai lực lưỡng của ông ta, làm nổi bật chiếc cổ rộng và ngắn mà sức mạnh bình dân đối lập với vẻ quý phái của dài đường nét trên mặt ông ta. Chiếc mặt nạ đúng là của người La Mã, nhưng không thật sự đẹp. Có lẽ vì cái miệng có viền nếp nhăn quá nặng, bộc lộ sự dâm dục thú tính, hay đôi mắt quá bất động, không bao giờ chớp, và ánh nhìn không dung thư. Trong suốt thời gian của buổi lễ thánh, Marianne chịu cực hình, luôn bắt ngập cái nhìn đó chăm chăm về phía nàng, và bực dọc nàng nhìn ông ta bằng ánh mắt ngời sáng vì tức giận và khinh bỉ. Không chỉ ánh mắt hỗn hào của người quản gia không tránh đi, mà nàng như thấy một nụ cười lén lút và lạnh lùng lướt qua trên cái miệng xấu xa đó. Nàng giận đến nỗi trong chốc lát quên người đứng phía bên kia bức màn, vừa rất gần gũi vừa xa xăm. Tuy nhiên chưa bao giờ nàng lắng nghe một thanh lễ hờ hững như thế. Toàn bộ tâm trí nàng bị thu hút với giọng nói đã quen thuộc được nghe không ngừng, cầu nguyện lớn tiếng với nhiệt tình và đam mê làm nàng bấn loạn. Nàng không tưởng tượng rằng chủ nhân của lãnh địa đẹp gần như gợi cảm này có thể là tín đồ công giáo nhiệt thành đến nỗi cách cầu nguyện của ông ta khi nàng đoán được như vậy. Chưa bao giờ nàng nghe từ môi một con người sự hòa lẫn xé lòng giữa nỗi đau phải chịu đựng và cầu khẩn thiết tha. Có lẽ chỉ có những tu viện khắc khổ nhất, nơi có những quy luật không thương xót trước những đám mồ tận diệt, mới nghe được những lời ai điêu như thế. Dần dần nàng quên Matteo Damiani,
để nghe giọng nói trao đảo đó đang bị bóp nghẹt vì những tiếng thì thào nóng bỏng của linh mục. Nhưng khoảnh khắc băng phút hôn lễ đã đến. Linh mục bước xuống hai bậc thềm đá và tiến gần đến cặp đôi lạ lùng. Như trong một giấc mơ, Maria nghe ông khuyến khích hoàng thân thực hiện nghi lễ, và chẳng bao lâu, giọng nói với sức mạnh bất ngờ khẳng định: "Trước Chúa và trước con người, tôi, Corrado, hoàng thân Santana, cưới làm bạn đời và vợ chính thức." Những lời thiêng liêng lần này gây ấn tượng như một lời thách thức tràn đầy tai của Maria, cùng lúc với tiếng rì rào của cơn giông kèm theo cú sấm sét vừa đột ngột nổ ra trên mái nhà nguyện, mang đến một đối âm đầy điềm gỡ. Thiêu phụ tái mặt vì điềm báo xấu này, và với giọng ngập ngừng đến lượt nàng đọc lên lời phối hợp theo thông lệ. Rồi linh mục khẽ nói: "Cả con hãy đưa tay cho nhau." Tấm bàn đen hé mở, Maria mắt mở lớn thấy xuất hiện từ một tay áo nhung đen và cổ tay áo đăng ten vương dài là một bàn tay đeo găng bằng da trắng hướng về phía nàng. Đó là một bàn tay rất lớn, dài và mạnh, mà chiếc găng ôm vừa đúng theo hình dáng bàn tay bình thường của một người đàn ông cao lớn và lực lưỡng. Bỗng run rẩy trước hiện thực chạm được, Maria nhìn bàn tay đó, bị thu hút, không dám đặt tay mình lên. Trong lòng bàn tay mở ra đó, trong những ngón tay duỗi ra, có điều gì đó vừa đáng lo vừa thu hút. Điều đó có vẻ như một cái bẫy. Còn phải trao tay, giọng của Đức Hồng Y thì thào trong cổ họng. Mọi ánh mắt nhìn Maria chăm chú, đôi mắt của cha Amundi ngạc nhiên, đôi mắt của Đức Hồng Y khẩn trương và gian nài, đôi mắt của Matteo Damiani nhạo báng. Có lẽ ánh mắt đó làm nàng nổi giận. Quả quyết, nàng đặt tay mình trong bàn tay đưa ra và nắm chặt lại thật dịu dàng, gần như tế nhị, như sợ làm nàng đau. Xuyên qua lớp găng, Maria cảm thấy hơi ấm, sự rắn chắc sống động của da thịt. Những lời lẽ lúc này quay trở lại: "Không bao giờ chúng ta gần gũi như thế nữa," giọng đó đã nói. Bây giờ, linh mục già đọc lên những lời thiêng liêng mà một tiếng sét mới lại bóp nghẹn một phần. "Ta tuyên bố hai con được kết hợp trong sung sướng và lúc đau khổ, đến khi cái chết chia lìa lứa đôi." Quanh bàn tay nàng, Maria cảm nhận bàn tay đó run rẩy. Qua khe hở của bức màn, một bàn tay khác xuất hiện để lòng chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út của nàng. Rồi hai bàn tay đó lùi lại, kéo theo bàn tay của thiếu phụ, bỗng chợt rung bắn từ đầu đến chân. Trên đầu ngón tay nàng, đôi môi đã áp lên trước khi trả tự do cho tay. Mối liên hệ xác thịt lén lút đã được tháo gỡ, sau thành trì bằng nhung, không còn gì ngoài một tiếng thở dài. Trước bàn thờ, cha Amundi quỳ gối, cầu nguyện, lưng cúi xuống thật sâu dưới chiếc áo lễ có vẻ như một gói vải mà chỗ nước rạn phản chiếu tia sáng. Một tiếng sét nữa, mạnh còn hơn hai tiếng trước, bùng nổ khủng khiếp đến nỗi cả những bức tường cũng âm vang. Đồng thời bầu trời nứt ra, những giọt nước rơi xuống, quất xuống mái nhà thờ như thác đổ. Trong chốc lát, cả nhà nguyện và những người ở trong đó thành một thế giới biệt lập trong cơn bão. Nhưng có vẻ không nghe gì, linh mục già lại đi về kho đồ thờ nhỏ, mang theo những chiếc bình thánh. Lúc đó Matteo gỡ chiếc áo khoác lễ. "Phải đi tìm một chiếc xe," ông kêu lên. "Công nương không thể trở về biệt thự trong thời tiết này." Nhanh nhẹn, ông hướng về phía cửa. Arsis rụt rè đề nghị: "Tôi có thể đi theo và giúp ông không?" Quản gia nhìn cậu khinh bỉ: "Có đủ người hầu cho chuyện đó, và cậu không quen đàn ngựa của chúng tôi. Hãy ở lại đây." Nghe theo lời ông ta gọi với một cử chỉ quyền hành, hai trong số những người hầu cầm đuốc mở cửa cho ông ta. Rồi ông ta cúi đầu và lao vào trong bão, trông lại ngọn gió như một con bò mộng giận dữ, nhìn cuốn cuồng vào căn phòng đen nơi không còn gì cử động, không còn nghe gì nữa, tin rằng hoàng thân có thể bay biến như có phép lạ. Maria tìm nơi trú ẩn bên cạnh cha đỡ đầu. Cơn giông đột ngột nổ ra đúng lúc có lễ phối hôn đã quá sức chịu đựng của nàng. Đó là một điềm báo trước, nàng thì thào, một điềm báo xấu. "Bây giờ con còn mê tín nữa," ông cao nhào nho nhỏ. "Người ta không nuôi dạy con như vậy. Còn có ý nghĩ đó, tự tên người cọt và nghĩ vậy. Người ta nói hăng mê tín đến điên rồi." Nàng lùi lại trước cơn giận mà ông không kềm chế được, và nàng không giải thích, trừ khi chính ông cũng bị cơn giông tác động và tìm cách tránh né.
Ông nghĩ sẽ dập tắt nỗi sợ trẻ con của Marianne bằng sự khinh bỉ của người lớn, nhưng mục đích ông muốn đạt tới hoàn toàn khác. Gợi nhớ đến Napoleon là sự cứu rỗi cho Marianne. Như thể người đảo cọt thình lình bước vào trong nhà nguyện với đôi mắt đại bàng của ngài, giọng nói quyền uy và vẻ cứng cỏi không lay chuyển, có thể đập nát những kẻ mạnh nhất. Nàng tưởng chừng nghe ngài cười nhạo và bồ chú dở than ngay. Sao hết chính vì ngài mà nàng phải chịu đựng cuộc hôn nhân kỳ lạ này? Vì đứa con mà nàng sẽ sinh cho ngài, chẳng bao lâu, ngày mai nàng sẽ về Pháp, về với ngài, và mọi điều chỉ còn là một cơn ác mộng trong hồi ức. Sau vài phút, Matteo lại xuất hiện, không nói một lời, nhưng với cử chỉ kiêu hãnh thách thức nàng từ chối. Ông ta đưa tay cho Marianne để dìu nàng đến xe, nhưng nàng vờ không thấy gì, ánh mắt lạnh giá, bước về phía cửa. Khi đi vào được, cha đỡ đầu dìu, nàng muốn đi xa một mình, vì không có người chồng nào ở đó để đưa tay cho nàng. Người đàn ông của ánh mắt hỗn hào này phải hiểu, từ bây giờ nàng sẽ hành động như chủ nhân chế cự hắn, hay ít ra phải được đối xử như vậy. Bên ngoài, chiếc xe đang chờ, bật xe được hạ xuống, cửa xe được một người hầu, chiêu cảm và ướt đẫm như cơn mưa rào mở ra. Nhưng giữa nàng và cổng nhà nguyện có một vũng nước lớn trải dài và một bức rèm chất lỏng. Marianne nâng giặt áo quý giá lên cánh tay. Xin lệnh bà nương nương cho phép tôi, một giọng nói vang lên. Và trước khi nàng phản đối, Matteo đã bế nàng trên tay để giúp nàng vượt qua chướng ngại. Nàng kêu lên cứng người để tránh sự tiếp xúc khả ố mà hai bàn tay kia áp lên đùi và nách của nàng. Nhưng anh ta siết nàng mạnh hơn. Xin điện hạ coi chừng, anh ta nói giọng sống không, điện hạ có thể rơi xuống bùn. Marianne buộc phải để anh ta đặt mình vào những chiếc gối trong xe, nhưng nàng ghét đụng chạm ngực của anh ta. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nàng chỉ nói không nhìn ông ta một tiếng cảm ơn rất khô khan, và nhìn thấy Đức Hồng Y lượm thộm trong áo vải bóng màu đỏ cũng được di chuyển theo cùng một cách, cũng không xóa đi nếp nhăn Phật ý trên trán nàng. Ngày mai, nàng nói rít dưới hai hàm răng khi ông đang ngồi bên cạnh nàng, con về nhà. Về sao, không phải hơi vội vã sao? Dường như sự trọng thị của chồng con biểu thộ qua xưng đan cho một chuyên lưu trú. Chúng ta thỏa thuận là một tuần. Con thấy không thoải mái trong căn nhà này. Vậy chuyện con hứa trở lại đây mỗi năm một lần thì sao? Nào Marianne, đồng ý một thỏa thuận với cha là khổ sở vậy sao? Chúng ta đã xa nhau quá lâu, cha nghĩ rằng con sẽ đồng ý ở bên cạnh cha nếu không có mặt người kia vài ngày này chứ. Dưới mi mắt hạ xuống, đôi đồng tử xanh lục liếc về Gucci Sage. Cha sẽ ở lại chứ? Nhưng đương nhiên rồi, bé con nghĩ rằng cha không thấy êm đềm khi được tìm lại Marianne bé bỏng ngày xưa sao? Bé Marianne chạy ùa đến với cha dưới hàng cây ở Saint-Ton. Gợi ý bất ngờ này làm thiếu phụ rưng nước mắt. Con nghĩ rằng cha đã quên thời đó, vì cha không nói đến điều đó sao? Điều đó rất thân thiết với cha. Cha cất giấu nó trong góc kín nhất của trái tim già cỗi, và thỉnh thoảng cha lục tìm trong góc đó khi lòng cha quá nặng trĩu. Nặng trĩu, có gì đè nặng được cha? Thưa cha đỡ đầu, vì cha từ chối rắp rẽ như thế sao? Nhưng tuổi ta cứ đến, Marianne, cùng với sự mệt mỏi. Hãy ở lại một chút con của ta. Chúng ta cần tìm lại, tìm quên bên cạnh nhau. Không còn quân dương, không còn chiến tranh, không còn mánh khóe. Nhất là những mánh khóe. Hãy đồng ý với cha điều đó để nhớ những kỷ niệm xưa. Hơi ấm tình thương vừa tìm lại ảnh hưởng rõ đến bữa ăn khuya tập hợp những người chủ chốt trong hôn lễ. Trong phòng tiệc cổ kính của biệt thự, đó là một căn phòng rộng mênh mông, cao như một thánh đường và lát cẩm thạch đen dưới một trần nhà lạ kỳ hình hộp. Có những chiếc huy hiệu rất lạ của dòng họ Santana là hình kỳ lân và rắn vàng đối đầu trên cánh đồng cát. Lặp đi lặp lại, các huy hiệu này lại làm cho Marianne du thích. Khi liên hệ chung với gia quy của gia đình mình, vốn có con sư tử và báo của dòng họ Dacena và chim bồ cắt của họ hàng Monsavi, nàng nhận xét rằng đó là huy hiệu của đàn thu rất đặc biệt. Những bức tường của gian phòng do một nghệ sĩ vô danh sơn tranh tường, kể về truyền thuyết kỳ lân với bản màu sắc tươi mát và đường nét ngây thơ rất đáng yêu. Đó là phần đầu tiên trong biệt thự khiến Marianne hài lòng. Ngoài chiếc bàn bài trí và trang hoàng thật xa hoa, ở đây ít vàng hơn mọi nơi và nhìn chung rất yên bình.
Ngồi vào chiếc bàn dài đối diện với Đức Hồng Y, nàng vinh danh bữa ăn rất duyên dáng như thể họ đang ở trong dinh thự đường Liên. Hầu thức già Đen Carato, Kha Lãng Tai không phải là người nói nhiều, nhưng trai lại là một thực khách tuyệt vời. Ngược với ông này, ba thứ Gerard Desca nói chuyện rất sôi nổi và đầy trí tuệ. Trong thời gian ngắn ngủi của bữa ăn, Marianne biết được nhiều tin tức bên lề của cung đình ở Florence. Những chuyện âu yếm giữa nữ đại quận công Elisa và anh chàng Senami đẹp trai và những mối tình khá ồn ào của cô ta với Paganini, nhạc sĩ vĩ cầm quỷ quái. Ông cũng cho nàng biết một cách kín đáo rằng em gái của Napoleon sẽ rất vui sướng được đón tiếp tại cung đình công nương Santana mới, nhưng Marianne từ chối lời mời. Sở thích của tôi không hướng về đời sống cung đình, thưa ba tước. Nếu chồng tôi có thể chính ngày ấy đưa tôi đến chỗ điện hạ nương nương, đối với tôi đó sẽ là niềm vui lớn nhất. Nhưng trong trường hợp này, dưới ánh chúa già đưa mắt nhìn nàng đầy thông cảm, công nương đã làm từ thiện khi kết hôn với người họ hàng bất hạnh của chúng tôi. Những công nương vô cùng trẻ và đẹp, và sự tận tụy cũng nên có giới hạn. Không ai trong giới quý tộc ở xứ này có thể chê trách công nương về việc ra ngoài hay tiếp khách ngoài sự có mặt của người chồng. Vì rủi thai, tinh khi đặc biệt của hoàng thân Corrado đẩy ngài ấy đến cuộc sống ẩn dật và trốn tránh. Tôi cảm ơn ngài đã nói với tôi điều đó, nhưng lúc này điều đó thật sự không thu hút tôi. Sau này, có lẽ, và xin ngài gửi lời cáo lỗi của tôi và lòng tôn kính của tôi tới Điệt Hà Nương Nương. Vừa nói một cách máy móc, những lời lễ phép bắt buộc, Marianne dò xét gương mặt đáng mến của bá tước để thử đoán ông thật sự biết gì về người họ hàng của mình. Ông có biết điều gì bắt buộc Corrado Santana sống khác người như vậy? Ông đã nói đến tinh khi đặc biệt, trong khi chính hoàng thân đã tố nhận, từ chối gợi lên cho nàng sự ghê tởm. Có lẽ nàng sẽ đặt một câu hỏi rõ ràng hơn thì có lẽ Đức Hồng Y đoán được ý nghĩa của nàng. Chuyển đề tài cuộc nói chuyện bằng cách hỏi ba tước về những biện pháp trong các tu viện gần đây. Và bữa ăn khuya kết thúc mà không quay trở lại chủ đề làm nàng thắc mắc rất nhiều. Khi người ta đứng dậy khỏi bàn, hai người chứng xin cao lui, diện cơ tuổi tác của họ không cho phép kéo dài buổi tối. Một người về cung điện Luyết, người kia về một biệt thự thuộc sở hữu của ông ở vùng lân cận, nhưng cả hai lễ độ tuyệt hảo và vượt qua năm tháng, tỏ ý muốn sớm gặp lại người xinh đẹp nhất trong số các công nương. Đó là hai người còn hơn là bị quyến rũ, Gautier de Sarce bình phẩm với nụ cười tinh nghịch. Chà biết luôn phải coi chừng nhiệt tình của tính cách ý, nhưng vẫn bị. Điều đó cũng không hề làm cho ngạc nhiên, như ông nói thêm, và đột nhiên ngưng mỉm cười. Cha hy vọng rằng sắc đẹp của con chỉ tàn phá đến đó. Cha muốn nói gì? Rằng đáng lẽ Corrado không nên thấy con. Con thấy đó, cha mong muốn cho ngài ấy chút ít hạnh phúc. Cha sẽ rất buồn nếu khiến ngài ấy bất hạnh. Từ đâu mà cha có ý nghĩ bất chợt ấy? Vì sau cùng cha cũng biết rằng con không đến nỗi xấu. Ý nghĩ đó vừa mới đến thôi. Tu sĩ cao cấp thú nhận. Con thấy không, Marianne? Trong suốt bữa ăn, Corrado không rời mắt khỏi con. Nàng rùng mình. Sao? Nhưng sau cùng ngài ấy không ở đó, không thể nào. Rồi nhớ đến phòng khách gấm đỏ, không có gương. Không, nhưng một số kiểu trần nhà sẽ chuyển động để cho phép trông chừng những chuyện xảy ra trong phòng. Một hệ thống xưa cũ dùng trong hoạt động gián điệp. Ngày xưa có hàng trăm tác dụng vào thời những người dòng họ Santana lo việc chính trị, và cha biết rất rõ, cha đã thấy đôi mắt chỉ có thể là của ngài nếu con người bất hạnh này mà yêu con. Cha thấy tốt hơn con nên ra đi. Không, chuyện đó giống như bỏ trốn và con sẽ làm tổn thương ngài. Sao hơn, hãy để lại cho ngài thứ hạnh phúc đáng thương đó. Và ai biết, điều đó sẽ khiến ngày nào đó, ngài quyết định ít trốn tránh con hơn, thay vì trốn những người khác. Nhưng khoảnh khắc thư giãn mà Marianne đã trôi qua và cảm giác khổ sở trở về, dù Đức Hồng Y vừa thốt ra ý định an ủi, nàng cảm thấy hơi ghê sợ với ý nghĩ rằng người của giọng nói buồn thảm ấy có thể yêu nàng bằng cả sức lực bám vào thuật ngữ. Vụ mua bán đã được ký kết, vì chỉ là như vậy, một hợp đồng và phải là không có gì khác. Và tuy nhiên, nữ Gautier de Sarce có lý, nếu nàng mang lại cho người không mặt này thêm một nỗi đau và tiếc nuối thì sao? Nàng nhớ cái hôn đặt lên những ngón tay và nàng rùng mình. Khi trở về phòng ngủ, nàng thấy Agathe đang lạc lõng nghi lễ lạ lùng mà cô vừa mới tham dự, kết hợp với nỗi sợ mà cung điện Santana đã gieo ở cô.
Với bài diễn văn mà Dona Lavinia vừa nói về cung cách từ nay cô phải xử sự với cô chủ, đã nhân chìm cô thị nữ vào sự đình trệ. Đứng bên cạnh Dona Lavinia, luôn điềm tĩnh cô rung như một chiếc lá. Và khi cô chủ bước vào, cô cúi mình thi lễ thật sâu đến nền nhà. Lập tức, cô thấy bị khủng bố và đôi mắt nghiêm khắc của bà hầu đã hạ gục cô. Không nghĩ đến việc đứng dậy, Aga bật khóc. Ôi, Dona Lavinia bực bội, nhưng cô ta điên rồi. Không, Marianne dịu dàng sửa lại. Cô ấy chỉ phát cuồng thôi. Phải tha thứ cho cô ấy. Dona Lavinia, tôi đã không nói gì với cô ấy. Và từ khi chúng tôi đến đây, cô ấy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hành trình rất khắc nghiệt. Còn lại hai người. Nàng đỡ cô gái đứng dậy. Cô gái cố hết sức tuyệt vọng để xin lỗi. Xin lệnh bà công nương tha lỗi cho em. Em không biết chuyện gì xảy ra với mình. Em. Công nương có ly. Dona Lavinia cắt ngang và nhét một chiếc khăn vào tay cô. Còn không kiểm soát được mình, con gái. Đi ngủ đi, nếu lệnh bà cho phép. Ta sẽ đưa con về chỗ của mình và cho con một liều thuốc an thần. Ngày mai con sẽ ổn. Cảm ơn Dona Lavinia. Giờ đi nào. Tôi sẽ trở lại ngay để giúp lệnh bà công nương thay đồ. Và khi bà kéo Agat luôn khóc nức nở, Marianne đến gần một tấm gương Venice. Cô đặt một chiếc bàn thấp bằng sơn mài Trung Hoa. Trên đó có vô số chai lọ pha lê và dụng cụ vệ sinh. Nàng cảm thấy mệt vô cùng và vội vã đi nằm. Cái giường lớn mã vàng có chăn nệm vừa chuẩn bị xong. Cô giải trải giường bằng vải lanh trắng tươi mới và rất chào đón. Một chiếc đèn ngủ dịu được thắp sáng dưới những tấm rèn ở khung giường và những chiếc gối phòng bằng lông mềm mời gọi nghỉ ngơi kho cưỡng. Dương miệng đè nặng trên trán của Marianne khiến nàng thấy nhức nửa đầu. Kho nhọc vì nó được cài rất chắc. Nàng cũng tháo ra được, đặt nó lên bàn mà không nhìn và tháo tóc ra. Chiếc áo cũng vậy, với những đường theo dày và vạt thật dài đè nặng lên nàng. Và không đợi Dona Lavinia quay lại, Marianne tiến hành gỡ áo ra, siết chặt gian quyển chuyển của nàng. Chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ nàng sắp làm mẹ. Nàng tháo kim gài áo để hở vai và thở phào nhe nhóm để tấm vải nặng nề tụt xuống chân. Nàng bước ra khỏi áo, nhặt chiếc áo mà nàng đặt trên ghế bành, tháo váy lót và vớt, rồi chỉ mặc áo ngủ bằng vải batiste viền đan ten Valencia. Nàng duỗi người như một con mèo cái và thở dài sung sướng, nhưng tiếng thở dài nghẹn lại thành tiếng kêu hoảng sợ. Trong gương, trước mặt nàng, một người đàn ông ngấu nghiến nhìn nàng một cách khao khát phàm ăn. Nàng thình lình quay lại, nhưng không thấy gì nữa ngoài những tấm gương khác gắn trên tường và không khoảng chiếu gì khác ngoài những ánh lửa bình yên của những ngọn nến. Không có ai ở trong phòng. Tuy nhiên, Marianne dám thề rằng Matteo Damiani đã ở đó. Hắn đã nhìn nàng cởi quần áo một cách tham lam tàn bạo. Tuy nhiên không có gì cả. Sự im lặng là tuyệt đối. Không có một tiếng động, không một hơi thở. Coi chừng Marianne để mình buông xuống một chiếc ghế đẩu phủ gấm đặt trước ghế làm tóc và đặt tay lên trán run rẩy. Có phải là một ảo giác? Tên quản gia đã gây ấn tượng cho nàng đến mức nàng thấy hắn ở mọi nơi sao? Hay là do quá mệt? Nàng không chắc nữa. Bây giờ đã thấy rõ, tâm trí nàng căng thẳng đến mức khó chịu. Chẳng phải đã tạo ra ảo ảnh, làm xuất hiện từ hư không? Cả những hình dáng và những gương mặt sao? Khi Dona Lavinia trở lại, bà thấy nàng lá đi trên ghế đẩu, tái nhợt như một tấm vải và gần như khỏa thân. Nàng chắp tay buồn bã, điện hạ không đúng rồi. Bà trách tại sao lệnh bà không đợi tôi. Bà rung lên rồi kìa. Tôi hy vọng rằng bà không bị bệnh. Tôi quá mệt Dona Lavinia. Tôi muốn đi nằm thật nhanh và ngủ. Bà không thể cho tôi thứ mà bà đã cho Agat sao? Tôi muốn có một đêm ngủ yên. Đó là đương nhiên sau một ngày như vậy. Một lát sau, Maria đã nằm dài trên giường và Dona Lavinia đã cho nàng uống một ly trà thảo dược nóng mà hơi nước dễ chịu làm thần kinh nàng thư giãn. Nàng uống trà lòng đầy biết ơn, khao khát thoát khỏi những ý nghĩ cuồng loạn mà chắc chắn rằng không được trợ giúp bên ngoài. Nàng không thể, dù mệt đến đâu, tìm được giấc ngủ khi nhớ gương mặt đã thoáng thấy hay tưởng tượng ra. Có lẽ đoán được nỗi lo âu của nàng, Dona Lavinia đến ngồi trên một chiếc ghế bành. Tôi sẽ đợi ở đây đến khi lệnh bà công nương ngủ yên, để chắc rằng giấc ngủ của bà yên lành. Bà hứa giải thoát khỏi gánh nặng. Dù nàng không đồng ý, Marianne nhắm mắt
Và để trà thảo dược phát huy tác dụng, một lát sau nàng ngủ thật sâu. Ngồi trong ghế bành, Dona Lavinia không cử động. Bà lấy ra từ trong túi một chuỗi tràng hạt bằng ngà và lần chuỗi để cầu nguyện. Bỗng nhiên, trong đêm, tiếng ngựa phi nước đãi được nghe thấy, ban đầu nhẹ nhẹ rồi càng lúc càng mạnh. Không tiếng động, bà thị nữ Chinh đứng dậy, đến tận cửa sổ và dán một trong những tấm rèm. Xa xa, trong bóng tối mờ mịt, một hình dáng màu trắng xuất hiện, băng qua bãi cỏ và biến mất thật nhanh. Là bóng con ngựa mang một kỵ sĩ, mặt màu sẫm, phi nhanh. Lúc ấy thở dài, Dona Lavinia để tấm màn buông xuống, ngồi vào chỗ của mình ở đầu giường Marian. Bà không muốn ngủ. Đêm nay, hơn bao giờ hết, bà cảm nhận phải cầu nguyện vừa cho người đang ngủ ở đó và người mà bà yêu thương như con ruột của mình. Nếu không được hạnh phúc trời ban, thì ít ra cũng được an bình.